việc chào quý vị và các bạn nha à, Việc thanh lý cho quý vị và các bạn cái à, cặp goldman cao to khổng lồ mua cái nào bán cái nấy mua củ bát bán củ bát mua thùng bán thùng nha thì à, đây là cặp goldman 301 cái cặp này thì việc đã có nhiều video clip làm về nó rồi ha. thì à, mình chỉ quay ở bên ngoài nữa thôi thì à, có nhiều bạn hỏi muốn mua cái thùng thì giờ mình báo giá à, thì cái cặp này là thùng zin từ bên kia về và thùng thì nó rất là to rất là nặng phí vận chuyển thì rất là cao nha quý vị cái thùng này nó cao hơn một mét đó, đó cao hơn một mét một tí xíu và cái chiều sâu á thì nó sâu là 40 và ngang á thì nó 50 51 đó như cái cặp này mà vận chuyển đi các tỉnh phía Bắc đó, là đóng tùng xốp nó thì nó rất là to đó rồi và thùng gỗ lạng nặng lưới thì còn đầy đủ nhưng mà bên nó hơi sờn nè tem Godman thì còn đây là con Godman 301 đó hàng công Mỹ về nhìn ở phía trước nhìn tổng thể từ xa là nó như thế này quý vị và các bạn và hình của cái cặp lo này thì việc cũng có chụp với quý vị và các bạn đó thì cái cái cái, cái vỏ này á là quý vị để cái lo gì vô cũng hay hết nhất là những cái lo đồng trục vô thì âm thanh tuyệt vời lắm nhất là những cái vỏ zin như thế này thì quan trọng là cái uh, kích thước thùng và cái chất liệu ở bên trong như là bông tiêu âm hay là ván thì nó rất là quan trọng cái này mình tháo ở phía sau này rồi mình bắt cái uh, cái lo vào ha mình muốn tháo cái mặt vẫn được luôn nó có tháo mấy con ốc ở đây ra rồi quý vị tháo mấy ốc mặt rồi giật cái mặt này ra được luôn có thể là lấy miếng lưới này ra mình làm cái căng gì đó thì tùy ha ở đây thì cái chỗ này là việc chế lại để làm gắt bắp chuối thôi cái thằng tây bên kia nó chơi nó có gắn thêm một cái chép thì cái vụ cái chép đó bỏ qua đi, tại vì á, là ở đây là mình bán là mình bán cái thùng, cái vỏ thùng hoặc là bán nguyên, cái chép thì uh, mua riêng bán riêng, đó. ở phía sau nhìn tổng thể nó như thế này, thì cặp vỏ thùng này á, nếu như mà đóng mà cái mẫu này tại Việt Nam á, thì nó cũng tầm khoảng chục triệu, nhưng mà quán của Việt Nam thì quý vị một bạn biết rồi, mình không cần nói nhiều, đó. Thì uh, cái cặp này uh, thì ở trên uh, những cái uh, như là hội nhóm những cái uh, như là phố âm thanh này nọ đó anh em bán cái vỏ đẹp như thế này nó khoảng 15 triệu đồng tính cái vỏ không nha thì uh, quý vị nào mua cái vỏ này á thì uh, mình bán cho quý vị và các bạn á giá là 12 triệu đồng không bao ship đó. Còn uh, bạn nào mà mua cái cũ không á cái cũ lo Godman 301 á thì quý vị cứ lên Google quý vị xem Godman của anh 301 toàn giải có phiếu thì quý vị xem là anh em bán là thấp nhất là 23 triệu nha là hàng là hơi chày rồi đó thấp nhất là 23 triệu thì thôi việc bán cho quý vị vật bạn á giá yêu thương 19 triệu là cái cặp cũ không còn nếu như bạn nào mà lấy hết luôn thì mình để nguyên một bộ vậy này vừa anh chép anh test vừa này vừa nọ luôn đầy đủ hết để quý vị về nghe đó nguyên vậy đó thì bán cho quý vị 30 triệu không bao ship quý vị nào cần món nào thì liên lạc giá này là không mặc cả trái giá nha quý vị và các bạn